Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Tiếng Trung Sweden. Hôm nay chúng ta sẽ học cách nói thời gian trong tiếng Trung, cụ thể là giờ, phút. Nói giờ trong tiếng Trung các bạn chỉ cần thêm tiện sau giờ là được. Chẳng hạn, một giờ, y tiện, 2 giờ, lẻng tiện. 2 giờ chúng ta sẽ dùng lén tiện mà các bạn không dùng ở tiện. 3 giờ, san tiện. 4 giờ, sư tiện. Vậy các bạn hãy thử phản xạ nhanh với số giờ sau đây. 6 giờ, liêu tiện. 11 giờ, sư y tiện. 12 giờ, 12 giờ. Để diễn đạt giờ phút, các bạn chỉ cần thêm phân, nghĩa là phút ở phía sau. Chúng ta có 1:05 thì chúng ta cần nói là y tiện liệt ủ phân, y tiện liệt ủ phân. Liệt nghĩa là số 0. Nếu có lẽ dưới 10 phút thì các bạn nhớ thêm từ liệt. Vậy 2:02, lén tiện lĩnh ơr phân, lén tiện lĩnh ơr phân. Vậy 7:07, chi tiện lĩnh chi phân, chi tiện lĩnh chi phân. 10:10, sử tiện sử phân, sử tiện sử phân. Trong khẩu ngữ, phân có thể được lược bỏ. Tuy nhiên đối với trường hợp 10 phút, khi các bạn nói là sử tiện sử thì người ta cảm giác câu nó chưa được hoàn thành nên người ta sẽ chờ đợi là mười mấy phút. Cho nên để là kết thúc luôn thì các bạn nói là sử tiện sử phân. Chúng ta cũng có thể nói là y tiện liễn ủ, lén tiện liễn ơr, chi tiện liễn chi. Và 10:10 vẫn là sử tiện sử phân. Tương tự hơn 2:17 cũng sẽ là lén tiện sử chi phân, lén tiện sử chi phân. 4:48, sư tiện sư sư ba phân, sư tiện sư sư ba phân. 7:57, chi tiện ủ sư chi phân, chi tiện ủ sư chi phân. 10:40, sư tiện sư sư phân, sử tiện sư sử phân. Tương tự các bạn cũng có thể bỏ từ phân, lén tiện sử chi, sư tiện sư sử ba, chi tiện ủ sư chi, sử tiện sư sử. Ở đây thì 20, 30, 40, 50 thì các bạn có thể lược bỏ phân, tuy nhiên trường hợp 10 thì các bạn nên có thêm từ phân. Vậy để nói giờ rưỡi thì các bạn chỉ cần thêm từ ban, khá là giống với tiếng Việt của mình. 2:30 các bạn có hai cách nói lén tiện san sử phân, hoặc cách thứ hai chúng ta dùng ban, lén tiện ban, lén tiện ban. Vậy 10:30 cũng có hai cách nói ha, sử tiện san sử phân hoặc là sử tiện ban, sử tiện ban. Với giờ kém trong tiếng Trung thì nó bị ngược với tiếng Việt của mình, các bạn sẽ để từ trọ nghĩa là kém, kém bao nhiêu phút, trả bao nhiêu phân, và chúng ta sẽ để cái giờ ở phía sau, trả thiếu kém. Vậy thì 2:40 chúng ta sẽ có cách nói đầu tiên lén tiện sư sử phân, hoặc cách nói thứ hai kém sẽ là trả ơr sử phân xa tiện, trả ơr sử phân xa tiện. Tương tự như vậy các bạn có 10:55 sẽ là sử tiện ủ sử ủ phân, hoặc các bạn dùng trả trả ủ phân sử y tiện, trả ủ phân sử y tiện. Ngoài ra các bạn cũng gặp một cách diễn đạt nữa, giờ khắc. Từ khắc này các bạn có là khờ, một khắc tương ứng sẽ là 15 phút. Vậy 2:15 các bạn sẽ có cách diễn đạt là lén tiện sử ủ phân, hoặc là lén tiện y khửa, hoặc các bạn cũng có thể nghe là y khửa. 10:45, sử tiện sư sử ủ phân, sử tiện sư sử ủ phân,
hoặc là tương ứng với ba khắc. Sử tiện san cửa, sử tiện san cửa. Cách thứ ba để diễn đạt 10 giờ 45 sẽ là 11 giờ kém 15. Cha sử ủ phân sử y tiện, cha sử ủ phân sử y tiện. Hoặc là kém một khắc, cha y cửa sử y tiện, cha y cửa sử y tiện. Để hỏi giờ trong tiếng Trung, các bạn đã học mẫu câu bây giờ là mấy giờ? Xiàn zài qí diǎn, xiàn zài qí diǎn. Và để trả lời đơn giản thì các bạn chỉ cần dùng xiàn zài bây giờ và để số giờ ở phía sau. Chẳng hạn bây giờ là 2 giờ 15 phút, xiàn zài liǎng diǎn shí wǔ fēn. Và thực tế trong giao tiếp các bạn sẽ thấy người ta dùng những cách này nè để diễn đạt về thời gian nhiều hơn là người ta dùng với cửa. Nói giờ phút trong tiếng Trung thì bên cạnh như vừa rồi các bạn học thì chúng ta cũng còn cần phải phân biệt là một giờ là một giờ khuya sáng sớm hay là một giờ trưa, 7 giờ là 7 giờ sáng hay 7 giờ tối. Để rõ hơn về cách diễn đạt này thì hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Các bạn hãy thử dịch dùng mẫu câu sau đây sang tiếng Trung. Các bạn có thể tra đáp án ở phía dưới phần mô tả. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.